Xin chào các bạn, nay xin giới thiệu các bạn cây hoa Trạng Nguyên của mình. Vâng ạ, đây là cây hoa Trạng Nguyên này mình. Cây hoa Trạng Nguyên này thuộc loại hoa hoa kép này các bạn. Thuộc loại hoa kép. Bông lá rất to, hoa nở. Mỗi một cánh lá các bạn chú ý nhé. Hoa Trạng Nguyên lá xanh này. Mỗi một cánh hoa mỗi khi nở này, những bông hoa rất nhỏ, đầu tiên là những bông hoa nhỏ như này, sau đó hoa nở ra này, nở ra những lá bắt đầu mới đầu giai đoạn đầu tiên thì nó màu đỏ, xong dần dần chuyển phai dần sang màu trắng, và cứ hết cánh hoa này, cánh hoa màu đỏ chuyển đi thì bắt đầu lại nở ra những cánh hoa mới, những cánh lá nhỏ này các bạn nhìn, nở ra hoa bông rất là đẹp. Đây là thuộc loại hoa Trạng Nguyên kép. Nó có chiều cao khoảng độ 70 phân. Có chiều cao khoảng độ 70 phân. Hoa rất là đẹp. Cánh hoa đỏ thắm này, nhụy của nó màu vàng. Nhìn rất là đáng yêu. Hoa này tượng trưng cho mang ý nghĩa như này. Của nó thì quý vị có thể nhìn thấy lá màu xanh đây, có sọc ở giữa này, tất cả những thân lá mọc từ bên trong ra này. Thân cây của nó thì từ bên trong ra và trồng xong thì các bạn cũng biết hoa rất là đẹp. Cây hoa Trạng Nguyên nhà mình là có tất cả 9 cành các bạn nhé. Nó mang ý nghĩa rất là tuyệt vời. Có tất cả 9 cành hoa nở. Bông nào cũng rất là to và trường hoa. Rất đẹp. Quý vị có thể nhìn thấy bông hoa rất to ạ. Cánh hoa nở rất đẹp. Từ những cái lá nhỏ bên trong này cứ lá nhỏ bên trong này nở ra, bắt đầu nó sẽ ra chuyển sang màu đỏ. Đầu tiên đây quý vị hãy nhìn đây ạ. Đầu tiên nhé, nó là màu xanh này. Đấy. Màu xanh. Sau khi nở ra này bắt đầu chuyển sang từ màu xanh chuyển sang màu đỏ. Màu đỏ hơi nhạt chút này, hơi tía, bởi vì là những cái đây quý vị hãy nhìn thấy đấy ạ, cái đỏ tía này đấy của cánh hoa là xen lẫn với cả màu vàng xanh này, xong sau đó chuyển sang màu đỏ thẫm này, chuyển sang màu đỏ thẫm rất là đẹp đấy, chuyển sang màu đỏ thẫm xong sau đó một thời gian khoảng độ hơn một tuần đấy, phải hơn một tuần bắt đầu nó chuyển sang màu lá xanh này. Quý vị hãy nhìn đây, đang dần dần chuyển sang màu lá xanh này ạ. Đấy, chuyển sang màu lá xanh và cái sọc của nó lại màu đỏ tía, vẫn cứ màu giữ ở nguyên màu đỏ tía đấy. Quý vị có thể nhìn thấy đấy ạ. Trông cây hoa thì rất là đáng yêu. Và cây hoa này nhà mình rất là trùng hợp là khi trồng nó lại lên được 9 cành. Rất là đẹp. Quý vị có thể nhìn thấy một rổ vỏ trứng ở đằng kia không ạ? Đấy. Đó là để làm gì ạ? Khi ăn trứng là bắt đầu tôi rửa sạch vỏ trứng. Rửa sạch vỏ trứng sau đó thì là tôi phơi khô và đến lúc nghiền nát ra để làm thành phân bón cho cây đấy ạ. Rất tuyệt vời đấy ạ. Đó là một món thức ăn vô cùng hữu hiệu của các loại cây đấy, giúp cho cây phát triển tốt. Vâng, đấy, quý vị có thể nhìn thấy đấy ạ. Những cái đài hoa của nó thì màu vàng, nụ của nó thì màu đỏ chấm điểm màu vàng rất là đẹp, rất đáng yêu. Đấy, đây. Một bông này đã bắt đầu nụ, đã bắt đầu rụng.
cây hoa trạng nguyên này là hoa trạng nguyên kép. Khi mới đầu nở thì nó nở những bông rất là nhỏ, rất bé đẹp. Đây quý vị có thể nhìn thấy đây, khi mới nở đây thì nó ra những bông rất nhỏ như này. Đây cũng là một cây trạng nguyên khác của nhà tôi đấy ạ. Nó ra những bông rất nhỏ như thế này. Đấy. Nhưng mà sau đó thì quý vị có thể nhìn thấy đây, nở ra. Và vì là hoa kép chính vì vậy cho nên là nó nở ra rất là nhiều cánh đỏ, rất đẹp. Đấy, quý vị có thể nhìn thấy đấy ạ. Những lượt cánh đỏ đó xếp đan xen với nhau trông rất là đáng yêu. Nhà tôi có rất nhiều loại hoa quý vị ạ, rất nhiều loại hoa trồng. Nhà tôi không phải là một vườn thực vật, nhưng mà nhà tôi không phải là một vườn thực vật, không phải là một cửa hàng kinh doanh, nhưng nhà tôi lại trồng rất là nhiều loại hoa. Quý vị có thể nhìn quan sát đây, hai vợ chồng tôi đều rất là yêu các loại hoa này. Đấy. Cỏ lan chi nhá quý vị nhá, cỏ lan chi này. Đấy, cỏ lan chi hay là còn gọi là cây mẫu tử hay là cây mạng nhện, cây quất nhà tôi cũng rất là đáng yêu. Cây quất là có thế rất là đẹp quý vị ạ. Đấy, đây hoa địa lan, đây cỏ lan chi, đây cây cây thải lài tím. Đấy, quý vị có thể nhìn thấy đây, cây phát lộc, đây cây kim tiền. Đây một loại cây rất là mới mà tôi không biết tên của nó. Vâng, đây những cây sen đá. Sen đá nhà tôi cũng đang bắt đầu ra hoa quý vị nhé. Thật sự là một điều rất là tuyệt vời. Đấy, những cánh sen đá quý vị có thể nhìn thấy, những cánh sen đá mẫm mà căng tròn nhé. Và tiếp theo nữa đó là hoa hồng nhà tôi. Hoa hồng nhà tôi cũng ra rất nhiều bông hoa, nhưng mà hồng nhà tôi bây giờ là đây là những lượt sau rồi, cho nên rằng là nó không được bông hoa nó không được dày dặn to như là những lần đầu nó mới ra nữa. Đây là bông hoa của cây hồng lần thứ hai đây, nó rất là thơm và cũng có côn trùng đã đến để hít nhụy hoa. Bông hoa lần thứ hai thì vì là mình chưa biết cách chăm sóc nhiều, chính vì vậy mà bông hồng nhung của nhà tôi đây, quý vị có thể nhìn thấy bông hồng nhung này nó không được to như là những bông hồng nhung khác, nhưng mà nó có mùi hương thơm rất ngào ngạt, rất là quyến rũ quý vị ạ. Và hồng của nhà tôi là tất cả các cây hồng nhà tôi đều có gai hết nhé. Đấy, đây là hôm trước là tôi trồng lại và bị chạm vào cho nên là nó đã bị gãy, chết mất một cây, rất là tiếc các bạn ạ. Vâng ạ. Đấy, bị chết mất một cây rất là tiếc. Còn tất cả hoa hồng nhà tôi, hoa hồng nào cũng có gai hết. Hồng nào mà chẳng là có gai ạ, đúng không ạ? Hoa hồng là phải có gai, hồng đẹp mà lại. Vâng. Còn đây, đây đó là một cây búp đa đấy ạ. Đây, các bạn có thể nhìn thấy rất là nhiều loại cây. Đây, sen đá vàng nhà tôi đã ra hoa trắng muốt, rất đẹp đúng không? Đấy, quý vị có thể nhìn thấy đây là cây nó đã bị ấy, mà nó vẫn cứ ra hoa, rất thiếu dinh dưỡng nhưng vẫn ra hoa rất đều, rất đẹp. Cái chua nhà tôi còn có quả đây quý vị nhìn này, cái chua nhà tôi còn có quả nữa đây, rất nhiều quả, sai quả cực kỳ luôn. Đấy. Và đây là cây lưỡi hổ cũng rất đáng yêu. Đấy. Tất cả những cây trồng nhà tôi rất đáng yêu. Đây là cây chóc bạc lá trắng. Còn đây là cây mai đỏ quý vị ạ. Cây mai đỏ hôm trước tôi đã giới thiệu với quý vị rồi ạ. Mai đỏ nhà tôi đấy, hết hoa nhưng mà nó ra lá rất là đẹp. Vâng ạ. Ở đây nữa, đây là cây nha đam. Rất nhiều loại cây, nhà tôi còn rất nhiều loại cây tôi chưa thể giới thiệu với quý vị được. Tôi sẽ giới thiệu với quý vị vào lần sau. Đấy. Hoa rất là đẹp đúng không ạ? Rất là đáng yêu, rất là quyến rũ. Và bây giờ thì sẽ trở lại với cả cây hoa trạng nguyên đỏ này. À, quý vị có thể nhìn thấy đây. Thật, màu sắc nó thật sự là tuyệt vời đúng không ạ? À, màu sắc rất là tuyệt vời.
Thật sự là mình đi làm về mệt mỏi mà ngắm những kết quả của mình chăm sóc hàng bao nhiêu lâu đến lúc nó ra hoa như này. Quý vị có thể nhìn thấy đấy, hoa rất là rực rỡ, chín cành hoa mà lại hoa toàn là hoa kép, cho nên rằng là nó nhìn nó không mang dáng dấp lộn xộn, nhưng mà nó cũng rất là lớn, rất là đáng yêu. Quý vị có thể nhìn thấy đấy ạ. Vâng. Trạng nguyên thì mang đến tài lộc cho tất cả mọi người, mang tài lộc cho, đặc biệt là hoa trạng nguyên còn có một ý nghĩa nữa, đó là mang lại danh địa vị danh vọng. Những cha ông ta ngày xưa cũng đã nói rồi, hoa trạng nguyên đó mang đến danh vọng địa vị cho những sĩ tử mà chuẩn bị bước vào những kỳ thi tới thì cũng nên có một cây trạng nguyên trong gia đình nhà mình để mang lại điều may mắn. Vâng ạ. Tôi vừa mới chia sẻ với quý vị về các loại hoa trong gia đình nhà tôi, và xin chào hẹn gặp lại quý vị và các bạn lần sau. Sẽ có rất là nhiều những sự chia sẻ cho quý vị để quý vị biết được rằng là những cái lợi ích, những tác dụng của những cây trồng ở trong gia đình nhà mình, nó có tác dụng gì, nó có lợi ích gì, mang lại cái điều gì cho gia đình nhà mình. Vâng ạ, xin chào và hẹn gặp lại nhé.